Con chào thầy cô, con tên là Phạm Nguyễn Kim Thiên, con học lớp 1.5. Hôm nay con sẽ kể cho thầy cô một câu chuyện tên là Không Thể Quên. Trong sách Dạy Trẻ Biết Lễ Phép Lịch Sự, tác giả tên là Mễ Cát Ca. Con xin được bắt đầu ạ. Trường mèo con dậy rất sớm, vừa đeo ba lô vừa nghĩ bụng, nhất định mình không được đến lớp muộn. Độ mũi sắc ống, mèo con vừa định bước ra cửa, mèo mẹ gọi: "Uống sữa đi đã mèo con." Mèo con đỡ cốc sữa trên tay mẹ, tu ừng ực một hơi hết sạch. Mèo mẹ đi vòng quanh mèo con ba vòng, yên tâm nói: "Con có còn quên cái gì nữa không? Thôi đi học đi." Mèo con cười nói: "Cái gì cũng có thể quên được, trừ một việc nhất định không thể quên được là..." "Việc gì vậy?" Mèo mẹ tò mò hỏi. Mèo con không nói gì, kiễng chân lên ôm lấy mẹ, hôn chụt một cái thật kêu lên má mẹ. Sau đó mèo con mới tung thăng rảo bước tới trường. Qua câu chuyện con thấy là mèo con rất thương mẹ, nhưng mèo con quên chào mẹ trước khi mèo con đi học rồi. Con cảm ơn thầy cô đã lắng nghe ạ.